Trước 2431, bóng dáng hội nghị cho dù lý thất giả dạ không kể công, cho dù lý thất giả dạ hoàn toàn không sao cả, trong nội tâm thất thánh tổ vẫn cảm kích vô hạn, hắn vẫn cung kính dập đầu vài lần, hắn cũng hiểu, tồn tại như lý thất giả, dạ, cho dù cứ thế cũng không cần người nào hồi báo, dẫn ta đi bóng dáng hội nghị đi. Sau khi thất thánh tổ đứng dậy, lý thất giả dạ từ từ nói, ta cũng nên bàn ít chuyện với thiên thủy hải thần, tại nơi cực kỳ bí ẩn trong thất võ các, nơi này được gia trì vô số thủ đoạn bị vô số pháp tắc phong ấn tại nơi này phòng thủ cực kỳ kiên cố hơn nữa tất cả phong ấn và thủ đoạn đều là hải thần tự tay làm hơn nữa còn không phải năm ba hải thần đơn giản như vậy nơi này tại thất võ các không quản bản thân thất võ các đệ tử không biết nơi này cho dù là lão tổ cũng không có tư cách biết nơi này hơn nữa nơi như vậy bị thất võ các liệt vào cơ mật cao nhất trong cả thất võ các chỉ có thất thánh tổ mới có tư cách đến nơi này không quần thất hải nữ vũ thần biết thất đại thức cũng không biết đến trừ phi thất hải nữ vũ thần trở thành hải thần thì nàng mới có tư cách biết nơi này nàng mới có tư cách biết rõ bí mật chính thức trong đó làm như vậy thực sự không phải là thất thánh tổ ích kỷ mà là vì chuyện này quan hệ trọng đại nó quan hệ đến tồn vong cả thất võ các thậm chí là tồn vong cả hải yêu nhất tộc một khi để lộ tiếng gió hậu quả thiết tưởng không chịu nổi chính là vì như thế thất thánh tổ mới đặc biệt cẩn thận như vậy thất thánh tổ đưa lý thất dạ đến nơi này hắn cũng đứng ở bên ngoài nhìn lý thất dạ nói ra đại nhân tiểu nhân chỉ có thể đưa đến đây chuyện bên trong tiểu nhân không có quyền can thiệp mặc dù nói thất thánh tổ trong đương thời là người duy nhất biết rõ bí mật nơi đây nhưng mà có chút chuyện thất thánh tổ cũng không có quyền can thiệp chủ đề cao cấp hơn chỉ có hải thần mới có tư cách đàm luận nghiên cứu thảo luận thương nghị ta biết rõ người đi về là được lý thất dạ cười cười thập phần tùy ý hắn bước vào nơi này sau khi lý thất dạ bước vào nơi này chỉ nghe ông một tiếng nơi này có hào quang lóe lên lý thất dạ biến mất hắn giống như tiêu thất vào hư không loại biến mất này giống như cùng truyền tống sau một khắc lý thất dạ xuất hiện ở địa phương khác đây là nơi cực kỳ bí mật nơi này không cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy không cách nào dò xét nơi như thế cực kỳ bí mật không có được cho phép sẽ không vào được không ai biết nó ở nơi nào tọa độ của nó là tuyệt mật, người ngoài không có tư cách biết được. Đứng ở nơi này nhìn ra xa xa, bên ngoài là tinh hà, chung quanh là ngôi sao lập lòe, vòng trời lúc này rất đẹp, giống như từng viên bảo thạch được khảm trên cao. Đứng ở nơi này không chỉ nhìn thấy ánh sao lập lòe, càng có thể nhìn thấy vô số tinh xa tụ tập, hình thành ngân hà xuyên qua vòng trời, từ nơi này có thể nhìn thấy vòng xoáy tinh vân cực kỳ mỹ lệ, cực kỳ đồ sộ đây là bình đài lơ lửng trong tinh vũ. Trên bình đài này đặt cái bàn tròn, trong bàn tròn có quang ảnh hiện ra, quang ảnh này thu liễm tất cả khí tức, nhưng mà từ tư thái của quan ảnh nơi này có thể nhìn thấy được những quang ảnh này là tồn tại có thể quét ngang cửu thiên thập địa nhìn thấy những hư ảnh này lý thất giả tươi cười nhàn nhạt, nhạt khoan thai nói bóng dáng hội nghị đúng là đủ cơ mật xem ra hải thần gia nhập bóng dáng hội nghị cũng không ít vào lúc này ánh mắt của bóng dáng nhìn lên người lý thất giả mặc dù nói quang ảnh không phải là chân thân hải thần nhưng mà ánh mắt của quang ảnh cực kỳ đáng sợ không quản cửu giới thần hoàng nếu bị ánh mắt nhìn chằm chằm cũng sẽ sợ hãi mềm nhũn toàn thân nhưng mà bị ánh mắt này khóa lại lý thất dạ nhàn nhã tự tại hắn kéo cái ghế ngồi xuống âm nha đại nhân nổi danh đã sớm ngưỡng mộ từ lâu Luốt cuộc quang ảnh tù từ nói chuyện giọng nói của hắn không hùng hồn nhưng rất có lực nghe giọng nói này người ta cảm giác rất bình an dường như nó cho người ta cảm giác an toàn đúng vậy chính là ta lý thất dạ nhìn qua quang ảnh này hắn cười cười nói ra xem ra thiên thủy hải thần các ngươi muốn gặp ta cũng đã trải qua một phen thương nghị với nhau rồi quang ảnh trước mặt chính là bóng dáng thiên thủy hải thần đương nhiên đây cũng không phải chân thân thiên thủy hải thần chân thân thiên thủy hải thần đã sống chết rồi trên thực tế tất cả hải thần quái yêu nhất tộc đều không tồn tại nhưng mà bóng dáng hội nghị có không ít hải thần tham gia hơn nữa bóng dáng hội nghị vẫn duy trì tới bây giờ nó vẫn bị liệt thành bí mật cao nhất của hải yêu nhất tộc cho dù trở thành hải thần cũng chưa chắc biết được bí mật này bởi vì bóng dáng hội nghị cực kỳ trọng yếu quá trình hình thành và mục đích của nó là cơ mật cho nên cho dù có người trở thành hải thần cũng không nhất định có tư cách gia nhập bóng dáng hội nghị trước đó còn không biết âm nha đại nhân hàng lâm chúng ta không thể không cẩn thận sau khi được thất thánh tổ báo cáo trải qua thương nghị do trần vũ xác định chúng ta mới suy tính ra thân phận của đại nhân lúc này thiên thủy hải thần từ từ nói ra trên thực tế, muốn gặp Thiên Thủy Hải Thần, muốn gặp bóng dáng hội nghị, tất cả cũng không phải Thất Thánh tổ có khả năng quyết định, nhưng mà Thất Thánh tổ mang điều kiện báo cáo cho Thiên Thủy Hải Thần, cuối cùng vẫn do bóng dáng hội nghị quyết định gặp Lý Thất Dạ, đại nhân đã lâu không gặp, chân thân đã không còn trên thế gian, không thể toàn lễ với đại nhân, vào lúc này một bóng dáng khác đang ngồi quanh bàn tròn không người cho lý Thất Dạ, sau đó cũng chậm rãi, ta cũng không nghĩ tới đại nhân lại cảm thấy hứng thú với bóng dáng hội nghị này, trước kia đại nhân không nhúng tay vào bóng dáng hội nghị, người nói chuyện chính là Chân Vũ Hải Thần, đương nhiên, hắn cũng không phải chân thân, Lý Thất Dạ nhìn qua Chân Vũ Hải Thần, hắn cười cười, lắc đầu, nói ra, không, ta cũng không cảm thấy hứng thú với bóng dáng hội nghị các ngươi, ta tới nơi này chỉ làm giao dịch với các ngươi mà thôi, không biết âm nha đại nhân muốn làm giao dịch gì. Lúc này một quang ảnh ngồi gần phía trước nói chuyện, quang ảnh này giống như biển sâu, hắn chính là hải thần đời thứ hai thất võ các, cũng chính là thanh lam hải thần. Trước khi nói giao dịch, chúng ta nói mục đích tồn tại của bóng dáng hội nghị, Lý Thất Dạ tươi cười, nói, nếu như đạo bất đồng, vậy bất tương vi mưu rồi. Lý Thất Dạ nói ra lời này, hào khí trở nên vô cùng ngưng trọng, Hải Thần ở đây ngừng thở, không có lên tiếng, chuyện này cũng không có gì cần phải che giấu, Lý Thất Dạ tùy ý cười lên, nói ra, chỉ có một câu, ý nghĩa tồn tại của bóng dáng hội nghị chính là vì đối kháng Cốt Hải, chương 2432, nghĩ xa một Lý Thất Dạ nói câu này làm tất cả bóng dáng Hải Thần nơi đây ánh mắt lóe lên, tuy Hải Thần không phải chân thân, nhưng mà ánh mắt của bọn họ vừa nhảy lên đã tỏa ra uy lực cực kỳ đáng sợ, dùng khả năng của chúng ta, hy vọng Hải yêu nhất tộc vào lúc đại tai nạn Hàng Lâm sẽ sống sót, cuối cùng nhất, Thiên Thủy Hải Thần trịnh trọng nói ra, nếu như các ngươi không cách nào cho ta câu trả lời thuyết phục, chúng ta không có gì cần bàn, Lý Thất Dạ tươi cười, đắc đầu nói ra nếu như các người khát vọng hải yêu nhất tộc may mắn còn sống sót khi đại tai nạn tiến đến như vậy là các người cầu ta mà không phải ta cầu các người lý thất dạ nói ra câu này những hải thần trong hội nghị nhìn nhau đám bọn họ đang suy nghĩ cẩn thận ta có thể đảm bảo cho đại nhân cuối cùng chân vũ hải thần trịnh trọng nói ra thiên thủy hải thần hít sâu một hơi trịnh trọng nói nói đại nhân chính là chúa tể tuyên cổ ta nghĩ chuyện này cũng không giấu giếm được đại nhân đúng vậy ta thành lập bóng dáng hội nghị cũng có suy nghĩ này nhưng ước nguyện ban đầu của ta lại hy vọng nắm quyền chủ động trong tay ta hiểu tuy với tư cách hải thần các ngươi đã làm giao dịch với cốt hải từng thỏa hiệp với cốt hải nhưng mà trong lòng các ngươi không nhất định tín nhiệm cốt hải cho nên các ngươi trước khi tọa hóa đã lưu chuẩn bị phía sau lý thất dạ cười cười nói ra nói đến đây lý thất dạ nhìn qua tất cả hải thần trên bàn tròn nói cũng không phải ta xem thường các ngươi nếu như toàn bộ các ngươi vẫn còn sống chân thần các ngươi vẫn giữ tới bây giờ dựa vào đám người các ngươi vẫn có cơ hội đối kháng cốt hải nhưng hiện tại các ngươi không được thời điểm các ngươi tự nhận có thể đối mặt cốt hải chỉ bằng trạng thái này có thể vung ra bao nhiêu uy lực lý thất dạ nói thế làm tất cả hải thần lâm vào trầm mặc đương nhiên bọn họ biết rõ chuyện này cho nên nói các ngươi đã chuẩn bị đường lui cho mình lý thất dạ cười rộ lên nói ra ta cũng có thể đoán được thủ đoạn của các ngươi là gì cho nên chúng ta mới có chuyện cần bàn không biết đại nhân nghĩ muốn cái gì cuối cùng nhất vẫn là chân vũ hải thần trịnh trọng nói ta không muốn cái gì cả lý thất dạ cười lắc đầu nói ra trái lại ta mang tin tức tốt cho các ngươi mang tới hy vọng và ánh dạng động tới âm nha đại nhân có ý là đám người thiên thủy hải thần nghe được lý thất dạ nói như vậy cũng chấn động các hải thần ở đây nhìn nhau đúng ta mang tin vui tới cho các ngươi Lý Thất Dạ cười to lên, chậm rãi nói, trước tiên tiết lộ tin tức này cho các ngươi biết, đại tai nạn sắp tới, còn sớm hơn tưởng tượng của các ngươi, ít nhất một thời đại sau sẽ đến. Nhanh như vậy, nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, chân vũ hải thần chấn động mạnh, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả hải thần đưa mắt nhìn nhau, với tư cách hải thần, bọn họ đều trải qua vô số sóng gió, bọn họ đều trải qua vô số hung hiểm, nhưng mà nghe được tin tức này, nội tâm bọn họ dùng mình, thần thái cực kỳ nghiêm trọng. Đối với ở đây đối với đám người thiên thủy hải thần mà nói, bọn họ biết rõ nhiều nội tình, cho nên hiểu đại tai nạn có nghĩa gì, không biết đại nhân nói là cái gì, nên cốt hải, hay là vòng xoáy lớn hay hoặc là thần thụ lĩnh vào lúc này có một hải thần mồm miệng nói ra lý thất dạ cười rộ lên nói ra chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa rõ sao đối với các người mà nói cốt hải mới là chuyện các ngươi cần lo lắng nhất lại nói cho tới nay bọn chúng bảo trì trầm lặng một khi đại tai nạn tiến đến các ngươi cũng biết rõ nó sẽ là cái gì trong khoảng thời gian ngắn hải thần ở đây lâm vào trầm mặc bọn họ đương nhiên biết rõ đại tai nạn tiến đến sẽ có ý nghĩa thế nào không biết đại nhân có tin vui nào cho chúng ta hay không cuối cùng nhất thiên thủy hải thần hít sâu một hơi nói ra lý thất dạ vừa cười vừa nói đáng giá các ngươi cao hứng là chúc mừng các ngươi ta rốt cục nghĩ ra một chuyện ta đã cho thiên linh giới một cơ hội không tệ lúc này ta đặt cửa mịn linh tộc nghe nói như vậy cho dù là đám người thiên thủy hải thần là hải thần cũng phải vui vẻ bọn họ biết rõ tồn tại như lý thất dạ nói ra câu này sẽ có ý nghĩa như thế nào đây chính là chúa tể tuyên cổ là tồn tại có thể diệt cùng minh đại nhân chính là chúa cứu thế của cửu giới là người thủ hộ cửu giới chân vũ hải thần vui vẻ nói một câu không lý thất dạ chen ngang lời chân vũ hải thần nói ra chân vũ đừng vội tâng bốc ta trước tiên cần phải nói ta không phải là chúa cứu thế ta cũng không phải thủ hộ thần nếu như người đời muốn gọi danh hiệu của ta như vậy ta cảm thấy được đồ tể cửu giới thích hợp với ta hơn đương nhiên với các người mà nói ta ưa thích cái tên độc thổ sau màn hơn nghe lý thất dạ nói lời này chân vũ hải thần cười khổ đại nhân muốn tuyên chiến sao thanh lam hải thần hỏi không lý thất dạ lắc đầu vừa cười vừa nói hai ngày trước ta đã khiêu khích một hồi muốn trước khi tai nạn thiên linh giới các ngươi đến làm nóng người đáng tiếc không có người ứng tiếng cốt hải cũng tốt thần thụ lĩnh cũng được tất cả đều cô tịch đương nhiên các ngươi không cần bảo ta lưu lại cho rằng ta sẽ chiến vì thiên linh giới ý đại nhân là thiên thủy hải thần nhìn qua lý thất dạ Trầm ngâm nói, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, Thiên Linh Giới không có bao nhiêu quan hệ với ta, thẳng thắn mà nói, ta sẽ không lưu lại Thiên Linh Giới, cũng không chiến đấu vì Thiên Linh Giới, Thiên Linh Giới chết sống thế nào, không quan hệ nhiều tới ta, nhưng mà lúc này ta đặt cửa cho Thiên Linh Giới cũng không phải ta nhân từ, chỉ có thể nói, trong Thiên Linh Giới có một ít người, có một việc vẫn đáng giá ta bảo vệ, không biết đại nhân trong tương lai sẽ giúp Thiên Linh Giới như thế nào. Thanh Lam Hải Thần hỏi, "Không phải ta?" Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, "Như ta đã nói lúc trước, thời điểm đại tai nạn tới ta sẽ không lưu lại, ta sẽ không ra tay vì Thiên Linh Giới." nhưng mà ta có lưu một ít chuẩn bị phía sau nói thí dụ như cốt hải lại nói thí dụ như bản thân vòng xoáy lớn vòng xoáy lớn không nhất định đứng bên mỹ linh chân vũ hải thần lo lắng nói một câu yên tâm đi một chút hắc ám dưới vòng xoáy lớn cũng không dày vào ra cái gì cả ta cũng không đặt cược lên con kiến hôi hắc ám kia lý thất dạ cười thoáng một phát nói ra nếu như muốn ta cam đoan với các người như vậy ta có thể cam đoan với các người rằng thời điểm các người đối kháng cốt hải sẽ có người nhất định đứng ra đối kháng chính diện với cốt hải tất nhiên sẽ là ở chiến trường đấu chính diện với cốt hải chính diện đối kháng cốt hải chương hai nghĩ xa hai các hải thần ở đây vô cùng chấn động bọn họ biết rõ chính diện đối kháng cốt hải có ý nghĩa như thế nào bọn họ biết rõ loại tồn tại này đáng sợ và cường đại ra sao đương nhiên ta đã lưu chuẩn bị phía sau tại thiên linh giới không chỉ có một chút như vậy lý thất dạ nhàn nhạt, nhạt nói cho nên muốn thắng lợi trong trận chiến tranh này các người muốn sau khi đại tai nạn chấm dứt thiên linh giới vẫn tồn tại con cháu các người không bị diệt tộc hải yêu các người không có bị đồ diệt như vậy đây là thời điểm các người trả giá thật nhiều lúc này đám người thiên thủy hải thần nhìn nhau cuối cùng bọn họ hít khí lạnh cuối cùng thiên thủy hải thần chậm rãi nói ra không biết đại nhân muốn cái gì không không muốn cái gì cả lý thất dạ lắc đầu nói ra, như ta vừa nói xong, ta cần các ngươi cam đoan một chuyện, thời điểm khai chiến, các ngươi phải đứng về phía chúng ta, hơn nữa, đến lúc đó là thời điểm các ngươi nên hy sinh. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn chăm chăm vào đám người Thiên Thủy Hải Thần, chậm rãi nói ra, các ngươi đã lưu hậu thủ, các ngươi thành lập bóng dáng hội nghị lâu như vậy, các ngươi cũng có thể nghiên cứu thảo luận qua phương án đối kháng, cho nên, ta tin tưởng các ngươi nên biết nên làm thế nào. Đám người Thiên Thủy Hải Thần nhìn nhau, cuối cùng Chân Vũ Hải Thần cười khổ một tiếng, nói ra, không dối gạt đại nhân, chúng ta thật sự đã chế định ra vài phương án, nhưng mà tất cả đều nằm trên giấy, chỉ có thể nói là lý luận suông còn chưa từng kiểm tra thực tế qua chúng ta cũng không biết phương nào án có thể làm huyết bạo lý thất giả chậm rãi nói ra ta có khả năng cho các ngươi phương án như vậy mà thôi cũng chỉ có phương án này là trực tiếp và hiệu quả nhất lý thất giả vừa nói phương án này ra ánh mắt đám người thiên thủy hải thần hơi chấn động một chút bọn họ biết rõ phương án này có ý nghĩa như thế nào chuyện này chuyện này có thể được không thanh lam hải thần trầm ngâm một hồi cuối cùng lên tiếng hỏi thiên linh giới không nói đúng ra cả chín giới cũng khó có đồ vật như vậy lý thất giả nhàn nhạt, nhạt nói giống như là thần thú tiên cầm cửu giới có thứ này không không có nhưng cư giới không có, không có nghĩa là không có, ta đã cung cấp phương án cho các người biết, ta có thể cam đoan, phương án này hữu hiệu nhất và trực tiếp nhất, chuyện này đã từng thử qua xoa, vừa hỏi câu này, đám người chân vũ hải thần kinh nghi bất định, lý thất dạ nhìn qua chân vũ hải thần bọn họ, chậm rãi nói ra, hiện tại nên hỏi chính các ngươi, vì thiên linh giới, vì chủng tộc các ngươi, các ngươi có nguyện ý trả giá như vậy không, ta biết rõ, các ngươi đã từng giao dịch qua, cũng đã hứa hẹn với cốt hải, nhưng mà các ngươi hy vọng làm giao dịch với ta hay là với cốt hải đây đổi một câu nói các ngươi vì mình và nghĩ tới con cháu của mình vì hải yêu nhất tộc về phần là vì chính các ngươi các ngươi lựa chọn thế nào lý thất dạ vừa nói câu này tất cả hải thần ở đây nhìn nhau cuối cùng tất cả mọi người trịnh trọng gật đầu thiên thủy hải thần nói ra không dối cả đại nhân chúng ta lựa chọn hy sinh chính mình nếu như không phải vì con cháu và vì hải yêu nhất tộc ta cũng không thành lập bóng dáng hội nghị mọi người cũng sẽ không gia nhập bóng dáng hội nghị chỉ cần hải yêu có thể sống sót trong trận chiến này cho dù chúng ta hy sinh nhiều hơn nữa cũng đáng giao dịch với cốt hải cũng chấm dứt nhưng đại nhân cốt hải cho tới bây giờ cũng không thể bị đánh giá thấp ba phương án đại nhân cung cấp chỉ sợ áp dụng được cũng thập phần khó khăn đại nhân cũng hiểu rõ cốt hải thực sự đến mức này cốt hải tuyệt đối sẽ khống chế toàn cục nói đến đây hắn thở dài một hơi yên tâm ta đã cung cấp phương án cho các người ta bảo đảm các người huyết bạo sẽ thành công lý thất dạ cười một hồi nói ra không nên quên phương án này của ta cũng không phải lăng không xuất hiện cũng không phải là lý luận suông lý thất dạ vừa nói ra lời này đám người thiên thủy hải thần vui vẻ nhìn nhau có đại nhân nói lời này chúng ta yên tâm rồi đám người thiên thủy hải thần vui vẻ trịnh trọng gật đầu nói ra trận quyết chiến này chúng ta hứa hẹn với đại nhân cuối cùng nhất đám người thiên thủy hải thần và lý thất dạ đạt thành hiệp nghị bọn họ đã đưa ra lựa chọn đúng như lý thất giả đã nói một khi bọn họ lựa chọn bọn họ nhất định phải hy sinh sau khi đạt thành hiệp nghị thiên thủy hải thần trầm ngâm một hồi nói đại nhân có một việc không biết nên hỏi hay không nói đi lý thất giả nhìn qua thiên thủy hải thần lãnh đạo nói một câu nghe nói đại nhân vẫn luôn nắm chắc thắng lợi trong tay có đồn đãi nói trong tay đại nhân nắm giữ một ít thứ trung cực là đồ vật ngay cả tiên đế cũng không có nói đến đây thiên thủy hải thần bắt đầu do dự trên thực tế thời điểm thủy hải thần nói ra lời này thì các hải thần khác nín thở nhìn qua lý thất giả bọn họ rất ít kết giao với lý thất giả thậm chí có thể nói bọn họ không hiểu lý thất dạ trừ chân vũ hải thần ra nhưng mà với tư cách độc thủ sau màn cho nên hắn có nhiều truyền thuyết không chỉ nói bọn họ ngay cả tiên đế cũng phải kiêng kỵ ba phần đây cũng là nguyên nhân các hải thần rất tò mò với tư cách độc thủ sau màn đồ vật trung cực sẽ là thứ gì người muốn nói là một ít bảo vật lý thất dạ cười rộ lên nói ra nếu như ta không có đoán sai chắc là chân vũ nói cho các người biết đúng chân vũ hải thần cười khan một tiếng nói ra là ta liều lĩnh thời điểm thảo luận đủ loại phương án ta từng nghe minh nhân tiên đế đã nói qua một ít chuyện nghe minh nhân huynh nói trong tay đại nhân còn có một chút đồ vật cực kỳ khủng bố thế gian còn có một kiện đồ vật có thể hủy diệt tất cả lúc ấy minh nhân huynh nói nếu như thế gian thực sự có vật này vậy cũng chỉ có đại nhân mới có thể có được nói đến đây chân vũ hải thần cũng cười rộ lên dù sao trong đó liên quan nhiều tới bí mật không muốn ai biết một khi chạm đến nghịch lân của lý thất giả dạ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi nghe được chân vũ hải thần hỏi thăm lý thất giả dạ cười rộ lên nói ra minh nhân thật sự miệng rộng nhưng mà hắn nói không sai lý thất giả dạ nói câu này làm đám người thiên thủy hải thần chấn động tâm thần đưa mắt nhìn qua nhìn thấy thần thái đám người thiên thủy hải thần Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đúng vậy, ta thật sự có được vài món bảo vật kinh thiên, có là tài nguyên có thể đồ đế thí thần, cũng là lực lượng của ta, cho nên, ai là địch với ta phải cân nhắc bản thân mình trước có bị ta đồ diệt hay không. mươi 2434, thế gian chưa từng có chúa cứu thế Lý Thất Dạ nói câu này rất bình thản, nhưng mà khi hắn nói tới đồ đế thí thần, đám người thiên thủy hải thần cảm thấy tâm thần diệt chặt, bọn họ là hải thần, trong lòng đều rất rõ ràng, với tư cách là độc thủ sau màn, Lý Thất Dạ nói câu này cũng không phải nói xuông những lời này cũng không phải nói khoác hắn nói được là làm được hơn nữa hắn đã từng làm rồi ta tin tưởng chỉ cần là người đủ thông minh sẽ không là địch với đại nhân trên vũ hải thần từ từ nói lý thất dạ nhìn đám người thiên thủy hải thần chậm rãi nói ra đối với ta mà nói đại tai nạn không tính là cái gì nếu như ta nguyện ý cốt hải cũng sẽ bị tiêu diệt tam xoa kích rất lợi hại đúng không trong tay của ta tùy tiện có thể xuất ra năm ba món đồ vật có thể sánh ngang tam xoa kích đồ diệt cốt hải cũng tốt thần thụ lĩnh cũng được ta có tài nguyên tiêu diệt chúng nói đến đây lý thất dạ dừng một chút chậm rãi nói ra còn một chuyện minh nhân tiên đế nói không sai thế gian thật sự có đồ vật trung cực nó có thể hủy diệt tất cả uy lực to lớn lớn hơn các người tưởng tượng hơn nữa cũng có thể nói cho các người biết đồ vật này bây giờ đang ở trong tay của ta lý thất dạ cái này tịch lời nói vừa ra thiên thủy hải thần bọn họ trong nội tâm cũng không khỏi nhảy lên thoáng một phát xanh đậm hải thần không khỏi nói ra phật ấy uy lực lớn bao nhiêu ta chỉ có thể nói cho người biết dùng để đồ sát tiên đế là quá lãng phí đối với ta mà nói cho dù đồ sát chúng thần chưa đến ngoài cửa giới cũng không đáng lý thất dạ chậm rãi nói ra đương nhiên rất ít người biết rõ lý thất dạ dùng những tài nguyên này chuẩn bị đối phó trận chiến cuối cùng đối với hắn mà nói cho dù là tiên đế cũng không đáng hắn vận dụng tài nguyên như vậy nếu không đến trận chiến cuối cùng hắn sẽ không sử dụng chúng, lý thất giả nói như vậy, nội tâm đám người thiên thủy hải thần rung động to lớn, bọn họ là hải thần, đã thật lâu không có cảm giác này, nhưng bởi vì bọn họ là hải thần, trong nội tâm vẫn không ngừng rung động thật lớn, trong lòng bọn họ hiểu rõ, lý thất giả nói lời này là thật, hơn nữa lý thất giả cũng không cần phải đi nói khoác chuyện như vậy làm gì, đối với hấp thủ sau màn, chúa thể cửu giới mà nói, không cần nói khoác, hiện tại các ngươi có lẽ hiểu rõ rồi chứ, nếu đã đưa ra lựa chọn, đó mới là cử chỉ sáng suốt, lý thất giả nhàn nhạt, nhạt nói, đối với các ngươi mà nói tồn tại như cốt hải chính là hành trình cuối cùng trong đời các ngươi là trận chiến trung cường của các ngươi rồi mà đối với ta mà nói cốt hải cũng tốt thần thụ lĩnh cũng được không còn 12 hai táng địa chúng không phải hành trình cuối cùng của ta chúng chỉ là ngọn núi mà thôi chỉ cần ta nguyện ý đi trả giá thật nhiều chúng sẽ nằm dưới chân ta so với tận cùng thế giới chúng tính là cái gì chứ lý thất dạ nói như vậy làm cho đám người thiên thủy hải thần bắt đầu trầm mặc về chuyện tận cùng thế giới bọn họ chỉ nghe nói qua mà nói có một ít tiên đế đã từng nói qua nhưng mà bọn họ không có cơ hội đi từ đó cho dù là chân vũ hải thần hắn là hải thần rất mạnh hắn cũng không cách nào rời rõ ngọn nguồn chuyện này nhưng hắn từng nghe minh nhân tiên đế đã từng nói qua việc này đại nhân là có thể diệt cốt hải thiên thủy hải thần nghiêm túc nói ra có thể lý thất dạ tươi cười nói nhưng mà ta sẽ không đi làm trừ phi là cốt hải khai chiến với ta nếu là đại nhân diệt cốt hải thì sao thiên thủy hải thần trầm ngâm nói mặc dù nói chân thân của chúng ta không còn tại thế nhưng nếu đại nhân tiêu diệt cốt hải chúng ta có thể bảo hải yêu phục vụ cho đại nhân tất cả tài nguyên đều tập trung vào đại nhân thiên thủy suy nghĩ của ngươi không tệ lý thất dạ cười nhạt lắc đầu nói ra đối với ta mà nói không đáng giao dịch này với ta mà nói không có giá trị, ta cần cái gì, các ngươi không cho ta được, hải yêu cũng không cho ta được, ta cũng không cần hải yêu thuần phục ta, ta đã từng cứu cửu giới, nếu như ta muốn cứu giới phục vụ cho ta, cũng không cần chờ tới ngày hôm nay, tất cả tài nguyên đều chuẩn bị cho ta, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhàn nhạt, nhạt nói, hơn nữa, ta cũng không phải người nhân từ, ta sẽ không đi cứu vớt thế giới, hải yêu cũng tốt, mỹ linh cũng được, sống hay chết, có quan hệ gì tới ta. Lý Thất Dạ nói chuyện làm đám người thiên thủy hải thần trầm mặc, bọn họ có được thành tựu như hôm nay, bọn họ cũng rõ ràng, trên thế giới này chỉ dựa vào cái gọi là nhân từ chỉ dựa vào cái gọi là thiên hạ trời xanh là không thể cứu vớt thế giới cuối cùng vẫn dựa vào thực lực nói chuyện mọi người đều hiểu rõ nếu như dựa vào nhân từ có thể nói chuyện với nhau thế giới này không có hải thần cũng không có tiên đế hỏi thế gian vị tiên đế và hải thần nào không bước ra từ vô số xương khô đi tới thành tựu to lớn mỗi bước của bọn họ đều đạp lên xương khô cuối cùng nhất thế giới này vẫn cần các người đi cứu vớt thế giới này cho tới giờ không có chúa cứu thế chưa bao giờ có lý thất giả dạ chậm rãi nói ra ít nhất ta không phải chúa cứu thế ta chỉ là đồ tây mà thôi nhưng Đại nhân đã thủ hộ thế giới này, chân vũ hải thần nhịn không được nói ra. Thời điểm cứu giới hắc ám nhất là đại nhân vẫn thủ hộ nơi đây. Nếu không có đại nhân thủ hộ, cử giới sẽ vĩnh viễn rơi vào trong tay cổ minh. Bởi vì đại nhân nhân từ, cho nên cử giới được cứu thoát. Nghe chân vũ hải thần nói thế, lý thất dạ trầm mặc một chút. Qua một hồi lâu hắn nói, đúng vậy, ta đã thủ hộ qua thế giới này. Nhưng mà đối với ta mà nói, cổ minh chỉ là dị tộc mà thôi. Bọn họ không thuộc về thế giới này, bọn chúng không nên mang hắc ám từ thế giới này, lại càng không nên là đi với ta. Cho nên ta tiêu diệt bọn chúng. Nói đến đây, lý thất dạ nhìn qua đám người chân vũ hải thần chậm rãi nói, nhưng trong lòng các người cũng rõ ràng, cốt hải là cái gì, thần thụ lĩnh là cái gì, các người phải hiểu rõ, cốt hải, thần thụ lĩnh, vòng xoáy lớn chính là chuyện của hải yêu, thụ tộc, mỹ linh ba tộc các người, nếu là chuyện riêng, các người nên tự giải quyết cho tốt, cũng như cổ minh, hắc ám bao phủ cửu giới chúng ta, cho nên sẽ do chúng ta giải quyết. Lý thất dạ lạnh lùng nói, thời điểm cổ minh mang hắc ám bao phủ thế giới này, thời điểm cổ minh thống trị cầu giới, các ngươi nhìn một chút trên trời cao có tiên nhân xuống cứu giới cửu giới sao chúng thần chưa đế trên trời xanh có cứu cửu giới không trời xanh nó sẽ đi cứu vớt cửu giới sao sẽ không chương 2435, thời điểm rời đi nói đến đây hai mắt lý thất dạ trở nên thâm thúy lạnh lùng nói đối với trời xanh mà nói đối với trên chín tầng trời mà nói chúng ta tính toán là cái gì chỉ là con kiến hôi mà thôi cửu giới chết sống đối với chúng chỉ là đánh rắm mà thôi cho nên cuối cùng nhất cửu giới vẫn do chúng ta thủ hộ vẫn do chúng ta duy trì thế gian chỉ đơn giản như vậy thế gian chưa từng tồn tại chỗ cứu thế sẽ không tồn tại thần thủ hộ sinh linh cửu giới có vận mệnh của mình dựa vào chính mình đi cố gắng dựa vào bản thân liều ra con đường sống sẽ không dựa vào chúa cứu thế không nên mong chờ thần thủ hộ bản thân mình nên tự cường tại sao là chúa cứu thế tại sao là thủ hộ thần cứu thế không phải dựa vào đáng thương đổi lấy không phải dựa vào nhân từ đổi lấy lại càng không dựa vào thương tiếc đạt được mà là dựa vào tính mạng của các chiến sĩ đổi lấy là dựa vào máu tươi bản thân kiếm được cho nên thế gian chưa từng có chúa cứu thế chưa từng có thần thủ hộ nói xong lời cuối cùng lý thất giả cũng dừng một hồi nghe lý thất dạ nói cả buổi đám người thiên thủy hải thần lâm vào trầm mặc thật lâu thế gian chưa từng tồn tại cứu thế cuối cùng lý thất dạ nhìn qua bọn người thiên thủy hải thần vừa cười vừa nói mà các ngươi chính là dũng sĩ hải yêu chính là tiên hiền hải yêu nếu như tương lai hải yêu có thể quang minh cần dựa vào máu của các người đánh đổi cần dựa vào mạng các người tranh thủ cũng không dựa vào giao dịch giao dịch với ta hay giao dịch với cốt hải cũng chỉ là bắt đầu mà thôi muốn kết cục như vậy nhất định cần phải dùng máu và mạng các người đánh đổi chỉ đơn giản như vậy đại nhân nói những lời này chúng ta đã hiểu thiên thủy hải thần trịnh trọng gật đầu nói ra chúng ta sẽ dùng máu tươi và tính mạng của mình đánh đổi một tương lai cho hải yêu sẽ chấm dứt trận tai nạn này ta biết rõ các ngươi đã chuẩn bị tốt nhưng mà người đời không nhớ dũng sĩ không nhớ tiên hiền hậu đại chỉ biết có tiên đế có hải thần thậm chí là hoành kích tiên đế làm gì có ai nhớ dũng sĩ và tiên hiền chứ nói lời này lý thất dạ cười nhạt cứ theo thế nhân mà thôi chân vũ hải thần cũng rộng rãi vừa cười vừa nói chúng ta làm tất cả cũng không cần hậu đại ghi khắc tế vài cái gì kỳ nữ tất hữu kỳ phụ chi phong con gái có phong cách của cha nghe chân vũ hải thần nói như vậy lý thất dạ khen một tiếng chân vũ hải thần chỉ cười cười mà thôi cuối cùng Lý thất dạ đứng dậy rời đi. Lúc này mục đích kỳ đến đây đã đạt được, là thời điểm hắn nên rời khỏi. Đại nhân, thời điểm Lý thất dạ rời đi. Đột nhiên chân vũ hải thần mở miệng gọi lại Lý thất dạ, trầm ngâm thoáng một phát, cuối cùng hắn vẫn nói ra, Nhược Nam tốt chứ, làm phụ thân, không quản chân thân chân vũ hải thần đã không tồn tại, hắn vẫn quan tâm con gái của mình. Nghe được chân vũ hải thần hỏi thăm, Lý thất dạ không quay đầu lại, cũng không xoay người sang chỗ khác, cuối cùng hắn chỉ cười cười, nói, nàng rất tốt, nàng rất vui vẻ, có kỳ phụ tất có kỳ nữ hoàn toàn không kém gì người đâu. Có lẽ người nên cảm thấy kiêu ngạo vì nàng. Nói xong lý thất dạ liền rời khỏi lý thất dạ cũng không có nói chân tướng cho chân vũ hải thần nghe bởi vì, vì năm đó chân vũ hải thần không tiếc bất cứ giá nào giúp đạm đài nhược nam trảm huyết thống hắn hy vọng con gái của mình có thể cao chạy xa bay đi càng xa rời khỏi thiên linh giới thậm chí có thể nói thế giới có bao xa thì cứ chạy bao xa nhưng mà cuối cùng đạm đài nhược nam vẫn trở về trở lại quê hương thiên linh giới sinh ra nàng đi một vòng lớn nàng cuối cùng vẫn trở về nơi sinh ra mình Tuy nhiên, kết cục như vậy không phải là điểm chân vũ hải thần hy vọng nhìn thấy, nhưng mà lý thất giả tôn trọng lựa chọn của Đạm đài nhật nam. Dù sao đạp đài nhật nam từng có rất nhiều lựa chọn, thậm chí nàng có thể lựa chọn đi con đường tiên đế, nhưng mà đạp đài nhật nam trở về, bởi vì đây là quê hương của nàng, nàng yêu thương phụ thân, nàng muốn hoàn thành con đường phụ thân chưa làm được. Đạm đài nhật nam lựa chọn, cho dù là vì nguyên nhân nào, lý thất giả cũng không thể ngăn cản nàng, ngược lại còn lựa chọn tôn trọng nàng. Tuy chân vũ hải thần không biết lựa chọn của con mình, nhưng hắn dường như nghe được điều gì đó, có lẽ hắn cảm thấy kiêu ngạo vì con gái. Con gái hắn cho tới giờ vẫn không hề trốn tránh, con gái thản nhiên lựa chọn đối mặt, đây là điều hắn kiêu ngạo, có kỳ phụ tất có kỳ nữ, Lý Thất Dạ nói câu này hoàn toàn không sai lầm chút nào cả. Lý Thất Dạ rời khỏi bóng dáng ngụy nghị, hắn trở lại thất võ các, hắn lưu lại thất võ các là vì tục thọ cho thất thánh tổ, may mắn thất võ các đã sớm chuẩn bị tốt linh dược tục thọ cho thất thánh tổ, chuyện này không cần Lý Thất Dạ tổn hao tâm trí. Lý Thất Dạ mất mấy ngày để tục thọ cho thất thánh tổ tục, trong thời gian đó thất võ các xuất hiện đủ loại dị tượng, trên trời có lưu chỉ điện hải, cả bầu trời nổ vang không ngớt, giống như bầu trời sắp sửa sinh ra thiên phạt. Mấy ngày đáng sợ như vậy qua đi, mây đen rút cục từ từ tiêu tán, chuyện này đã làm đệ tử thất võ các thở ra một hơi. Đối với lão tổ thất võ các mà nói, đây là tin tức tốt, bởi vì bọn họ biết rõ nó có ý nghĩa thế nào, đó là vì thất thánh tổ tục thọ thành công. Nếu như có tồn tại như thất thánh tổ, đối với thất võ các bọn họ rất quan trọng. Hiện tại thất thánh tổ tục thọ thành công, như vậy có ý nghĩa thánh võ các sẽ được bảo hộ thời gian lâu hơn. Chấm dứt quá trình tục thọ cho thất thánh tổ lý thất giả cũng hoàn thành các công việc tại thiên linh giới, chuyện cần làm đã làm cuối cùng chỉ việc rời đi mà thôi nhưng mà trước khi rời đi lý thất dạ vẫn phải tự mình đi gặp thất hải nữ vũ thần sau khi gặp được thất hải nữ vũ thần lý thất dạ nhìn nàng sau một thời gian thật lâu hắn nói sẽ không bao lâu thất thánh tổ sẽ cho ngươi biết một ít chuyện nó cũng có ý nghĩa ngày ngươi thành hải thần không xa tam xoa kích cũng sắp sửa xuất thế thực sao thất hải nữ vũ thần cũng không chấn định hỏi ở kiếp trước tam xoa kích không có hiện thế kiếp này sẽ xuất hiện sao ở kiếp trước là ở kiếp trước lý thất dạ vừa cười vừa nói ở kiếp trước tam xoa kích không xuất thế là có nguyên nhân ở kiếp này tam xoa kích sẽ hiện thế vì cái gì khẳng định như vậy thất hải nữ vũ thần cảm thấy tò mò bởi vì cần thủ hộ lý thất dạ cười nói ra đây là là thời kỳ mấu chốt cũng là thời đại điên cuồng cốt hải cần một hải thần thủ hộ bình an vượt qua thời gian này mãi cho đến thời đại tiếp theo đặc biệt là sau khi trải qua ta khiêu khích cốt hải cũng tốt thần thụ lĩnh cũng được chúng đều cảm giác nguy cơ nếu như có một hiệp thần có một thụ tổ như vậy sẽ có thêm lựa chọn cho nên thụ tổ ta không dám nói nhưng mà hải thần ở kiếp này sẽ ra đời tam xoa kích sẽ xuất thế lý thất dạ trịnh trọng nói đây là thời điểm ngươi bộc phát tài năng thất hải nữ vũ thần trầm ngâm một lát chậm rãi nói ra đồn đãi nói tam xoa kích chọn chủ nhân nó không nhất định lựa chọn ta ngươi phải có lòng tin vào bản thân mình ngươi không phải là người vô cùng tự tin hay sao vì sao mất đi tự tin như thế lý thất dạ vừa cười vừa nói nghe được câu nói này thất hải nữ vũ thần cười khổ một tiếng nếu là trước kia thì nàng vô cùng tự tin thời điểm uy danh lý thất dạ cực thịnh thời điểm nàng chưa gặp lý thất dạ nàng còn có tự tin trong tương lai mình sẽ đánh bại lý thất dạ dù sao nàng là người quán thông thất đại thức nàng vô cùng tin tưởng vào thực lực của mình nhưng mà hiện tại mà nói nếu bảo nàng có suy nghĩ đánh bại lý thất dạ như vậy nàng sẽ lâm vào tuyệt vọng tự tin của nàng không đáng nói tới nàng hiểu rõ ràng cả đời này nàng sẽ không phải là đối thủ của lý thất dạ mặc dù nói trước đó nàng cũng từng đã nói qua nếu như nàng trở thành hải thần sẽ khiêu chiến lý thất dạ nhưng mà trong lòng của nàng hiểu rõ cho dù tương lai nàng trở thành hải thần cũng vĩnh viễn không cách nào đánh bại lý thất dạ nên có lòng tin vào mình lý thất dạ vừa cười vừa nói đánh thua ta cũng không có gì mất mặt cả cửu thiên thập địa này có ai không kinh kỵ ta ngươi là Thất Hải Nữ Vũ thần, ngươi là một trong số rất ít người trong lịch sử thất võ các quán thông thất đại thức, tương lai ngươi chắc chắn đại phóng dị sắc, thành tựu và tương lai của ngươi sẽ hơn xa Thiên Thủy Hải thần. Ta sẽ, Thất Hải Nữ Vũ thần hít thật sâu, ướn ngực, ánh mắt của nàng bừng sáng, vào thời điểm này nàng đã trở lại, tự tin của Thất Hải Nữ Vũ thần lại trở về, Tam Xoa Kích sẽ chọn ngươi, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, cho dù Tam Xoa Kích không chọn ngươi, chuyện này cũng không có gì lớn vậy đoạt lấy chuyện như vậy thất võ các các ngươi chưa phải chưa từng làm qua một khi ngươi có thể nắm giữ tam xoa kích cho dù nó không chọn ngươi ngươi cũng trở thành hải thần thất hải nữ vũ thần trịnh trọng gật đầu điểm này lý thất dạ nói không sai thất võ các bọn họ thật sự làm như vậy rồi thanh lam hải thần năm đó đã cưỡng chiếm tam xoa kích từ phương diện nào đó mà nói thất võ các thật sự có kinh nghiệm huống chi thất thánh tổ còn tại thế ta rất có lòng tin với ngươi lý thất dạ nhìn qua thất hải nữ vũ thần vừa cười vừa nói chỉ cần ngươi cố gắng ngươi sẽ trở thành hải thần trọng điểm là sau khi trở thành hải thần ngươi đã chuẩn bị tốt chưa lý thất dạ nhìn thất hải nữ vũ thần thất hải nữ vũ thần cũng nhanh đón ánh mắt lý thất dạ thông phần thản nhiên vào giờ phút này nàng ánh mắt giống như chiếu vào lý thất dạ trong nội tâm nàng thật sâu nhìn qua lý thất dạ qua hồi lâu thất hải nữ vũ thần trịnh trọng gật đầu nói ra người yên tâm ta sẽ nhớ kỹ người nói ta đã đưa ra lựa chọn ta sẽ đi thực hiện ta sẽ không cho người thất vọng rất tốt lý thất dạ cười rộ lên nói ra một ngày nào đó người sẽ trở thành anh hùng của hải yêu người sẽ trở thành đệ nhất hải thần nói xong lời này lý thất dạ đứng lên chuẩn bị rời khỏi lý công tử cuối cùng thất hải nữ vũ thần gọi lại lý thất dạ lý thất dạ nhìn qua nàng chậm rãi nói ra có lời gì muốn nói sao nghe thất tổ nói lý công tử sắp rời khỏi không chỉ rời khỏi thiên linh giới thất hải nữ vũ thần do dự một lúc rồi nói lý thất dạ gật gật đầu nhất rồi nói ra đúng là thời điểm ta nên rời khỏi không chỉ là rời khỏi thiên linh giới ta sẽ đi nơi thật xa không biết có cơ hội gặp lại công tử hay không cuối cùng thất hải nữ vũ thần nhìn qua lý thất dạ ánh mắt rất sâu sẽ lý thất dạ không khỏi cười rộ lên nói ra không nên quên là người thiếu nợ ta cử thiên thập địa bất luận là ai chỉ cần thiếu nợ ta cuối cùng sẽ phải trả chỉ cần thời cơ chín muồi chỉ cần cơ hội tới, ngươi sẽ trả ta." Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Thất Hải Nữ Vũ Thần tươi cười, trịnh trọng gật đầu, nói ra, "Ta thiếu nợ công tử, ta nhất định sẽ trả lại cho công tử." Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhưng sau đó xoay người rời khỏi. Thất Hải Nữ Vũ Thần đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi, ánh mắt vẫn nhìn bóng lưng hắn biến mất. Cuối cùng, Lý Thất Dạ mang theo Tô Ung Hoàng rời khỏi Thiên Linh Giới, đi thông vòng trời. Trong cửu giới, mỗi thế giới đều có một đạo đài cực lớn, đạo đài này là môn hộ đi thông các nơi, sau khi Hắc Long Vương xé rách thiên mệnh thì môn hộ này đã đóng cửa. Lý Thất Dạ mang theo Tô Ung Hoàng đi thông đạo đài, hắn muốn đi trở về Nhân Hoàng Giới vào thời điểm lý thất dạ mang theo tô ung hoàng đi vào vòng trời ở nơi này có người đang lặng lẽ chờ đợi hắn người đứng chờ lý thất dạ là một nữ tử lạnh như băng nàng chính là tư mã ngọc kiếm vừa rời đi vài ngày trước tại sao ngươi lại ở chỗ này lý thất dạ nhìn tư mã ngọc kiếm cũng cảm thấy ngoài ý muốn ta vâng mệnh đến đây đi theo tùy tùng thiếu gia tư mã ngọc kiếm gặp lý thất dạ chào lý thất dạ xong lúc này đây thần thái tư mã ngọc kiếm đã hoàn toàn khác trước theo phần cung kính thiếu gia nghe xưng hô như thế ánh mắt lý thất dạ lập tức ngưng tụ trong nháy mắt này lý thất dạ hơi xoay người lại chỉ trong thời gian thật ngắn ánh mắt lý thất dạ nhìn một nơi trên trời thời điểm này lý thất dạ cất bước đi thẳng lên trời hắn bước vào trong đám mây trên cao xuất hiện đi thế gian này có thể tu luyện sát thần đạo đến loại tình trạng này chỉ có một người mà thôi lý thất dạ đứng trong đám mây chậm rãi nói ra trong đám mây hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ người nào xuất hiện bao nhiêu năm qua đi vô ảnh ngươi vẫn cẩn thận như thế năm đó ta chọn chúng ngươi là vì ta ở thích tính cách cẩn thận này lý thất dạ thấy không có động tính cũng không kỳ quái vừa cười vừa nói sau khi lý thất dạ nói ra lời này trong đám mây xuất hiện một người quỳ xuống trước mặt hắn nói ra đại nhân quả thật là ngươi lúc này trong đám mây có một lão già đi ra lão già này dáng người xanh sao hai mắt đục ngầu nhìn qua lão già này giống như phàm nhân bình thường lão già này mặc một thân áo đay tướng mạo cực kỳ phổ thông thậm chí có thể nói nếu hắn đứng trong đám người sẽ bị người ta bỏ qua hắn chẳng khác gì một gốc cây trong rừng cây nhìn thấy lão già này lý thất dạ tươi cười tự tay nâng hắn dậy nói đứng lên đi miễn ngươi đại lễ lão già bị lý thất dạ nâng lên hắn cẩn thận nhìn lý thất dạ ánh mắt hết sức kích động hai tay không ngừng run rẩy đôi mắt đục ngầu lệ nóng doanh trong